10 dấu hiệu cảnh báo sớm về ung thư. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Dược sĩ Đạt, tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Quý vị và các bạn thân mến, bệnh ung thư ngày nay ngày càng phổ biến và tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Có nghĩa là hơn 70% người ung thư có khả năng tử vong khi mà chúng ta mắc bệnh. Tuy nhiên có một điều may mắn rằng là cái căn bệnh quái ác này nếu chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta có thể là điều trị khỏi hoàn toàn. Đặc biệt là khi mà phát hiện ra ung thư ở giai đoạn đầu. Cho nên là để đảm bảo sức khỏe an toàn cho người thân và gia đình của chúng ta thì cái việc mà nhận biết những cái biểu hiện ung thư sớm là cái điều cực kỳ là quan trọng. Chính vì vậy trong video ngày hôm nay Dược sĩ Đạt sẽ chia sẻ 10 dấu hiệu để chúng ta có thể nghi ngờ về ung thư và chúng ta đi thăm khám kiểm tra sớm. Thứ nhất đó là cơ thể sụt cân. Nếu mà chúng ta giảm cân đột ngột trong một thời gian ngắn mà không có những cái biện pháp can thiệp khác, ví dụ như chúng ta cố tình ăn kiêng, thì đó có thể là một trong những cái dấu hiệu đầu tiên là chứng tỏ chúng ta có nguy cơ bị ung thư. Đặc biệt là tình trạng giảm đột ngột một khối lượng rất là nhiều, có thể là giảm 5kg, 10kg. Thì chúng ta hãy nghi ngờ đến tình trạng này. Và những cái ung thư nó có thể xảy ra, ví dụ như là ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư thực quản hoặc là ung thư tuyến tụy. Thì trong trường hợp này, cái nguyên nhân mà chúng ta giảm cân là do ung thư nó làm rối loạn các hoạt động của cơ thể, hoặc là do đường tiêu hóa chúng ta bất thường dẫn đến là chúng ta kém hấp thu chất dinh dưỡng. Và khi mà chúng ta có dấu hiệu này thì chúng ta nên đi đến bệnh viện kiểm tra sớm. Dấu hiệu thứ hai đó là sốt. Khác với trường hợp mà chúng ta sốt thông thường, ví dụ như là do cảm lạnh, thì cái đặc điểm mà sốt do ung thư thì nó sẽ có tính chất là kéo dài kèm theo vã mồ hôi trong một cái thời điểm nhất định trong ngày, thì đây có thể là một cái biểu hiện của ung thư. Cụ thể hơn, một số bệnh như là bệnh lympho, ung thư máu có thể gây sốt ở giai đoạn đầu, và sốt cũng thường gặp ở bệnh nhân ung thư đã di căn hoặc là đang áp dụng những cái liệu pháp điều trị mà có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của chúng ta. Thì đó là cái dấu hiệu thứ hai mà chúng ta có thể nghi ngờ bệnh lý ung thư. Dấu hiệu thứ ba đó là chảy máu bất thường. Thì cái hiện tượng chảy máu bất thường này nó có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau. Ví dụ như chúng ta có tình trạng là chảy máu âm đạo sau khi quan hệ hoặc là sau mãn kinh mà có chảy máu xảy ra, thì đó có thể là biểu hiện của ung thư cổ tử cung hoặc là đi tiểu ra máu. Ngoài ra đối với bệnh ung thư phổi thì nó có triệu chứng chảy máu kèm theo những cái biểu hiện bất thường khác như là trong đờm có máu, ho dai dẳng kéo dài và thường xuyên thấy đau nặng ngực. Thì theo cơ chế hoạt động thì khi tế bào ung thư nó phát triển lên và di căn thì nó sẽ lấy đi những cái chất dinh dưỡng của cơ thể, làm cho bệnh nhân ung thư cảm thấy mệt mỏi và đau nhức toàn thân. Bên cạnh đó thì một số bệnh ung thư như là ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng thì còn gây cái tình trạng là mất máu dần dần mà chúng ta không thể nào phát hiện được, cho nên nó sẽ làm suy kiệt sức lực dẫn đến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và đau nhức thường xuyên. Dấu hiệu thứ năm đó là ho dai dẳng. Nếu mà tình trạng chúng ta bị ho dai dẳng từ 2 đến 4 tuần trở lên mà không thuyên giảm hoặc là có kèm theo hiện tượng là hụt hơi, ho ra máu là dấu hiệu của ung thư phổi. Ngoài ra thì triệu chứng khàn giọng kéo dài do tổn thương dây thanh âm cũng có thể là biểu hiện của ung thư tuyến giáp hoặc là ung thư thanh quản. Dấu hiệu thứ sáu là da thay đổi bất thường. Một số biểu hiện bất thường trên da như là da thay đổi màu sắc, xuất hiện nốt ruồi, ban đỏ, tình trạng da bị vàng, ngứa, nổi ban đỏ có thể là cảnh báo của ung thư gan, ung thư thận, ung thư buồng trứng và hạch. Hoặc là những người mà xuất hiện nốt ruồi có bề mặt sần sùi, màu không đồng nhất, phát triển nhanh, kèm theo chảy máu thì đó có thể là biểu hiện của ung thư da. Dấu hiệu thứ bảy đó là hệ tiêu hóa thay đổi. Bệnh ung thư vùng miệng, vòm họng, lưỡi có thể làm bệnh nhân khó nuốt, kéo dài trong 2 đến 3 tuần. Ngoài ra bệnh lý ung thư đường tiêu hóa còn gây tình trạng là đau bụng, sụt cân, suy nhược cơ thể và trong phân có máu. Đặc biệt là các loại khối u mà phát triển chậm như là khối u carcinoid có thể mất nhiều năm để phát hiện ra. Vì vậy chúng ta không nên chủ quan mà khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường. Thay vào đó thì chúng ta nên đi thăm khám sớm để tầm soát. Dấu hiệu thứ 8 là đổ mồ hôi về đêm. Một biểu hiện khác của ung thư đó chính là tình trạng đổ mồ hôi nhiều về đêm. Và dấu hiệu này có thể xuất phát từ bệnh lý ung thư gan, ung thư máu hoặc là phổ biến hơn đó là ung thư hạch. Thì đây là cái dạng ung thư hình thành và phát triển trong hệ thống bạch huyết của chúng ta và di căn khắp cơ thể, ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể con người chúng ta. Dấu hiệu thứ 9 là chúng ta gặp các vấn đề khi đi tiểu. Các khối u ung thư ở ruột, tuyến tiền liệt, bàng quang có thể ảnh hưởng đến thói quen tiểu tiện, đại tiện của cơ thể chúng ta. Bệnh nhân sẽ gặp tình trạng là rối loạn đi tiểu như là tiểu đau, tiểu thường xuyên hoặc là bị rối loạn đại tiện như là táo bón, tiêu chảy. Ngoài ra ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới còn gây ra tình trạng tiểu đêm, rò rỉ, tiểu khó hoặc là tiểu đau. Hoặc là ung thư bàng quang thì có cái dấu hiệu là tiểu ra máu. Dấu hiệu thứ 10 đó là sưng hoặc là nổi cục u, nổi hạch. Thì bệnh ung thư sẽ xuất hiện khi khối u hình thành do các tế bào phát triển bất thường, phát triển quá mức, sau đó di căn đến khối hạch của các cơ quan xung quanh. Vì vậy tình trạng u cục, u hạch sẽ nổi lên ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể cũng là biểu hiện của ung thư. Thì đó là 10 cái biểu hiện mà chúng ta có thể nghi ngờ chúng ta mắc bệnh lý ung thư. Dược sĩ Đạt xin tổng hợp lại như sau. Dấu hiệu đầu tiên đó là sụt cân.
Dấu hiệu thứ hai là sốt kéo dài. Dấu hiệu thứ ba là chảy máu bất thường. Dấu hiệu thứ tư là đau nhức và mệt mỏi. Dấu hiệu thứ năm là ho dai dẳng. Dấu hiệu thứ sáu là da thay đổi màu sắc bất thường. Dấu hiệu thứ bảy là hệ tiêu hóa chúng ta thay đổi. Dấu hiệu thứ tám là đổ mồ hôi về đêm. Dấu hiệu thứ chín là chúng ta gặp các vấn đề khi đi tiểu. Dấu hiệu thứ 10 đó là sưng, cục u, nổi hạch. Và khi chúng ta phát hiện những dấu hiệu trên thì chúng ta đừng chủ quan mà hãy đến bệnh viện để thăm khám sớm. Bên cạnh đó thì để phòng ngừa ung thư thì chúng ta cần xây dựng một cái chế độ lối sống lành mạnh với chế độ dinh dưỡng và vận động, là thường xuyên lắng nghe cơ thể để phát hiện những bất thường. Quan trọng hơn thì chúng ta nên có một cái chế độ chăm sóc sức khỏe định kỳ, khám tầm soát cơ thể tầm khoảng 1 đến 2 lần năm, và trong đó thì chúng ta nên tầm soát ung thư để phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Nếu cảm thấy video này hữu ích thì quý vị và các bạn hãy lưu lại và chia sẻ đến nhiều người để chúng ta có thể phát hiện và phòng ngừa bệnh lý ung thư nhé. Và đừng quên đăng ký vào kênh Quý Dược Sĩ Đạt để cập nhật thêm những video hữu ích cho sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.